Trong một thế giới số hóa ngày càng mạnh mẽ, hàng ngàn công ty trên khắp mọi lĩnh vực đều dựa vào công nghệ. Vì vậy, việc sở hữu một số kỹ năng công nghệ, đặc biệt là lập trình, có thể là tấm vé để bạn đến được với những cơ hội tốt hơn trong công việc hay gây dựng sự nghiệp của mình. Tại Việt Nam, đã có nhiều dự án học lập trình được tạo ra, nhưng tất cả đều chưa đáp ứng được hết những nhu cầu của người học. Thấu hiểu được những khó khăn đó, chúng tôi khao khát đem những mô hình học lập trình thực sự hiệu quả trên thế giới đến với cộng đồng lập trình viên Việt Nam. Bạn có thể tin rằng, với nguồn nhân lực trẻ và năng động, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành Ấn Độ thứ hai về lập trình của thế giới, và chúng tôi muốn là một phần của sự phát triển đó. Campus, một dự án học lập trình trực tuyến tại Việt Nam được lập ra với tham vọng thay đổi cách dạy hoặc ngôn ngữ lập trình. Chúng tôi thấu hiểu những khó khăn, hạn chế của cộng đồng lập trình viên. Chúng tôi biết rõ những nhu cầu của họ trong việc học tập và cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ, phù hợp với sự phát triển của công nghệ thế giới. Với hệ thống bài giảng chi tiết bằng video chất lượng cao được cập nhật một cách thường xuyên theo sự thay đổi công nghệ trên thế giới, các hình thức mô tả sinh động và dễ hiểu, chúng tôi đem đến cho người học một phương pháp học mới mẻ đầy thú vị. Hệ thống bài quiz theo trình độ đầy đủ và chi tiết sau mỗi bài học, tính tương tác cao khi học viên có thể thực hành cốt ngay trên trình duyệt là điều mà chúng tôi sẽ mang lại trong thời gian tới. Theo dõi, giám sát một cách sát sao các hoạt động trong quá trình học để tư vấn, nhắc nhở học viên đưa ra một lộ trình học hợp lý. Xây dựng hồ sơ đánh giá kinh nghiệm lập trình cho học viên ngay trong quá trình học, tạo nên những hồ sơ là những cơ sở dữ liệu quan trọng cho các doanh nghiệp tham khảo trong quá trình tuyển dụng. Đừng chỉ học code, học để xây dựng một doanh nghiệp. Campus sẽ giúp bạn thực hiện điều đó nhanh hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn xây dựng nên một cộng đồng đáp ứng tất cả những nhu cầu về học tập, giao lưu, chia sẻ dành riêng cho lập trình viên, định hướng và hỗ trợ các startup công nghệ Việt Nam trong quá trình khởi nghiệp.